Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình lại cùng nhau phá thử một cái món này nha các bạn. Này, các bác nào nhận ra và biết đây là cái gì không? Đây là thuốc lá điện tử nhưng mà sử dụng có một lần thôi nha các bạn, một lần thôi. Đây là thuốc lá điện tử nhưng mà sử dụng có một lần thôi nha các bạn. Hút được mấy chục lần kéo đó các bạn, kéo được mấy chục lần đó thì bỏ luôn, không có tái sử dụng được, giống như những cái cây khác là mình có thể châm tinh dầu hoặc là thay điếu thuốc gì đó các bạn, nhưng mà cái này thì sử dụng một lần thôi. Mình thấy là lạ. Thì trước đây á, thì có một bạn nào đó đã từng yêu cầu mình review thử cái thuốc lá điện tử, nhưng mà thật sự ra mình là người không hút thuốc nha các bạn, nên mình cũng thấy rất là ngại ngại. Chỉ có tới hôm nay thì thấy nó bán cái sản phẩm này thấy khá là hay, mà sử dụng một lần cũng tiện nữa, thì mình cũng mua về thử xem sao. Chứ trước đây thì mình cũng không có ý định là làm về thuốc lá điện tử mà các bạn, mà hình như là khi đăng video clip mình lên trên YouTube á, thì nó cũng bị hạn chế gì đó ha. Tại hồi giờ mình cũng chưa bao giờ thử nên chưa biết, nhưng mà có nghe là hình như là bị hạn chế gì đó. Thì cứ đăng thử đi ha, nếu được thì được, không được thì thôi các bạn ha. Rồi đây, giờ là mở cái này nè, còn nguyên cái siêu ngoài luôn ha. Đây mình mở bằng cái, nó có một cái đường nè, cái đường mở giống như cái bao thuốc lá thật ha, đường răng cưa ni lông ở ngoài các bạn. Để lại gần coi. Sáng quá. Vậy bớt nè, đó có cái đường răng cưa nè các bạn. Đây, giờ mình sẽ kéo ha, kéo để mở nó ra nè. Đó đó. Đây, thật sự mình cũng chả biết hình dáng nó ra sao, mà cũng chả biết là mình sử dụng như thế nào luôn các bạn. Đó, nhỏ gọn như thế này thôi. Trong lại có một cái gì nữa nè. Cái gì? Ôi, màu hồng. Nhìn sơ ban đầu khá giống cái thỏi son môi của các quý bà ha. Nhưng mà như đây thôi. Đây, có cái khóe mở để xé ra nè, xé luôn nha. Rồi, nó làm cái khóe mở nè. Rồi, kéo ra. Wow, nhỏ gọn như thanh sô cô la hoặc là thanh xin gum, giống như thanh kẹo xin gum dopamine ha bạn, mà dài hơn một tí, nhỏ ốm hơn nè và dài hơn nè. Rồi cũng không biết sử dụng sao luôn các bạn. Ôi, còn design in Italy nữa nè các bạn, nhìn nha. Đây, design in Italy nè. Giờ sao ha, hình như bỏ vô miệng hút thôi sao á. Wow, chỉ cần bỏ vào miệng và kéo một hơi thôi, có mùi vị trái cây. Trái gì thì chưa nghĩ ra, nhưng mà có mùi vị thơm thơm của trái cây nha các bạn. Hút một hơi, nổ cái bập rất là nhỏ thôi, nổ cái bập nhỏ giống như các bạn nhỏ hồi xưa hay ăn kẹo nổ á. Và nó mùi thơm thơm, thử lại nha. Các bạn thấy khói không? Wow, trước đây có vài lần mình mồi thuốc trong địa thôi nha, chưa bao giờ là hút thật sự một điếu thuốc hết, và lần này thử thì thấy hơi lạ lạ, và nó cái mùi nó thơm. Nãy đây à, đây phía trên chữ có chữ nicotine 1%. Thật sự thì mình không biết là có 1% thật hay không, nhưng mà rất là nhiều thông tin, rất là nhiều báo đài, rất là nhiều bài viết rất uy tín đều viết là cái thuốc lá điện tử, nhất là những cái thuốc lá điện tử mà cái loại mà có tinh dầu á, thì cực kỳ hại cho sức khỏe nha các bạn. Dù là có nicotine nhiều hay ít gì đi nữa thì không hại cái chỗ này cũng hại chỗ khác ha, có nguy cơ gây ung thư nữa nha các bạn. Cho nên mình cũng xin khuyến cáo tại đây luôn là những bạn nào mà sử dụng thuốc lá điện tử, thật sự nó cũng không phải tốt thay cho thuốc lá thường đâu, mà nói chung cái nào cũng hại hết, cứ bỏ là tốt nhất nha các bạn. Ngày hôm nay mình thấy lạ lạ, mình muốn khám phá thử cho nên mình mới mua về, chứ không phải mình thích thú gì mà hút cái này đâu ha, mà thấy lạ lạ thôi, tại vì nó là hút một lần, mình cũng không biết nó hoạt động như thế nào. Chắc ở trong này sẽ có pin. Cái cây thuốc lá này mình mua có hơn 100.000 thôi đó, mà nó nhỏ gọn cũng khá là đẹp ha, mà chắc ở trong này sẽ có pin và có tinh dầu nó nạp sẵn, rồi mình hút hết một lần này thì có thể là cái pin này nó cũng vừa hết luôn. Các bạn nhìn thấy ở bên ngoài nó không hề có một cái cổng nào để mà nạp lại pin hoặc là nhiên liệu gì hết ha, gói gọn hết nè. Bây giờ lại tiếp tục hít một hơi dài dài chút để thở khói nhiều nhiều chút cho các bạn xem luôn ha. Đấy,
mùi hơi khét khét nhẹ, hơi cái mùi cháy nhẹ nhẹ ha, và đậm cái mùi hương trái cây mà cũng chả biết trái gì. Thì tình tôi là tôi không biết mấy ông hút thuốc là thấy ngon chỗ nào, chứ tôi hút cái này tôi thấy rất là bình thường, là thua nhai kẹo cao su nha. Thà nhai kẹo cao su thấy cái lý tưởng thôi các bạn ha. Rồi cũng khá khá thơm thơm cái miệng đó, là lại giống như kẹo cao su nhưng mà dĩ nhiên là không bằng rồi. Rồi màn tiếp theo là tháo cái máy ra để xem cái quan trọng nhất của mình ngày hôm nay mua về, là tò mò không biết cái máy hoạt động như thế nào đấy. Thấy rất là lạ vì sử dụng một lần thôi. Mình có thấy sơ qua và trước đây cũng có từng mở một hai cái thuốc lá điện tử mà hay gọi là vape á, thì nó có hai phần riêng biệt các bạn. Một là có cái phần pin, cái viên pin mình có thể tháo ra nạp thay pin gì đó. Ở phía trên là có cái phần để mà châm cái tinh dầu các bạn. Và cái bộ đốt nữa, và có một phần và cái bộ đốt nữa, thì cái bộ đốt nó sẽ sử dụng năng lượng từ viên pin và nó làm nóng lên, nó đốt cháy cái tinh dầu để mà mình hút vào. Còn cái này thì nhỏ gọn như thế này luôn. Thường cái váp nó to hơn rất nhiều, còn cái này là nhỏ gọn như thế này thì không biết như thế nào. Tốt nhất là giờ cứ mở ra xem thử nha. Giờ phàn hơi cho có khó cho vui cái nữa rồi tiếp tục banh em máy ha. Nghe nói là cái vụ mà hút hút phà khói gì đây là cũng bị YouTube cấm hay sao ấy. Thôi kệ đi. Rồi bây giờ thì tìm cách mở cái máy ra thôi các bạn. Đây. Này nó giống như mình dán một cái lớp giấy ở phía ngoài các bạn. Giờ là mình gỡ ra ha. Lớp giấy như giấy bạc các bạn. Đấy, giấy như giấy bạc á, giờ lột ra thôi. Rồi. Đây, đã lột hết cái lớp giấy bạc bọc bên ngoài, dán khá là chắc nha các bạn. Ra rồi nè. Thì bên trong nó vẫn là một cái thân nhôm như thế này, cũng liền khối luôn nè. Thấy không? Đây, ở dưới đây như có cái nắp. Nhìn kỹ nha. Đó, có một cái nắp khá nhỏ nè. Cái lỗ nè. Cái lỗ này chắc là để kéo không khí vào, khi mình hút vào đầu này thì nó sẽ hút không khí vào đây. Hai cái lỗ luôn, lỗ này cũng chả biết lỗ gì, cứ mở ra nha. Mình dùng dao lách lách thử xem sao. Ôi, cái đít nãy giờ bóp không được nè các bạn. Mình dùng dao lách không ra, rất là cứng luôn, lấy kềm bóp cũng không được luôn. Rồi, nãy cũng khó luôn, đây. Được nhiêu đây thôi thì mình mới kéo thử cái đầu. Đây, dùng kềm kéo thử cái đầu thì kéo ra, có nhiêu đây. Đây, cái đầu đây, có cái lỗ nè các bạn. Cái này vẫn chưa tháo được, cố gắng tháo thử cái đầu này coi thử xem sao các bạn ha. Wow, rất là cứng luôn. Tôi kéo đầu này xem. Rồi, kéo ra được cái này, cái đầu các bạn. Vằn nhăn trắng nãy trên cái đầu nè, nó giống như cái miếng cao su, nhưng mà cái miếng ron đệm các bạn. Rồi, đây còn là cái này. Ồ, một cái ống hút nè. Tiếp tục xé cái miếng nhôm này ra nha, coi thử bên trong như thế nào. Đây, phần tinh dầu nè các bạn. Đây là cái miếng bông gòn nè. Miếng bông ha, miếng bông giống như là cái ruột của cái hộp quẹt Zippo các bạn. Và rất là thơm luôn, nó có tẩm tinh dầu ở đây, rất là thơm. Thơm rất là nồng luôn, thơm thơm nồng cái mùi nãy mình hút á. Vậy là đây nè, đây là cái phần tinh dầu nằm ở đây ha các bạn. Nhìn rõ hơn ha. Tại vì cái vỏ nhôm rất là cứng nha các bạn. Nhìn nó mỏng mỏng vậy chứ rất là cứng luôn. Mình đang cố gắng xé từ từ, cố gắng mở ra làm sao ha. Đây, cái phần này cái bộ rớt ra luôn nè. Đây là cái ống nè các bạn. Cái ống mà để mình hút nè. Nó có đi ngang qua cái Wow, thấy cái sợi dây nè. Đây, sợi dây đồng, sợi dây điện các bạn. Quấn lại thành một cái lò xo xung quanh cái ruột tẩm tinh dầu nè. Đây là gần các bạn, dễ nhìn hơn không? Đó, đây dễ nhìn nè. Đây là cái dây điện nè, ống chịu nhiệt nè, ống chống cháy, chống nhiệt đó các bạn. Rồi đây là cái quấn quanh cái xung quanh cái mớ mà cái mớ bông tinh dầu á. Cái mớ bông tẩm tinh dầu nãy nè. Rồi, lại tiếp tục tháo dần ra như thế nào nha. Đây, rớt ra thêm một miếng bông nữa nè các bạn. Đó, miếng bông tẩm tinh dầu nữa nè.
Rất là thêm một miếng bom tấm tinh dầu nữa ha. Rồi bỏ đây, tiếp tục xé thôi. Đây, lộ khá là rõ luôn rồi các bạn. Đó, một viên pin nè, 0,444W. Rồi đây, hai sợi dây chắc chắn là nối hai cực của viên pin rồi. Rồi đây là một cái phần xốp nè, đây là miếng cao su nè, nãy là cái ống nối đó các bạn. Đó, nãy có một cái ống nè, nối vào đây, đưa lên đây. Vậy là cái dây này là như cái dây may so các bạn. Nhưng mà quan trọng là mình không hiểu ha, làm sao mà khi mình hút lên ha thì nó kích hoạt kiểu gì, giống như có công tắc hay cái gì để mà nó làm nóng cái dây may so nè, giống như công tắc đóng mở nằm chỗ nào á. Bây giờ lại tiếp tục kéo ra cho hết coi thử như thế nào các bạn. Rồi, tiếp tục kéo ra nha, cái vỏ nhôm cực kỳ cứng luôn. Rồi cắt tiếp thôi. Rồi xong, một hồi vật vã từ nãy giờ ra hết luôn rồi các bạn. Đó, đây toàn bộ vỏ nhôm nè, rõ hơn rất là nhiều luôn nè. Đây viên pin nha các bạn, đây viên pin khá to, có thể nhìn thấy được nè các bạn, 3,7V 120 mAh ha. Viên pin khá to. Đối với cái quan trọng nhất nè mà mình thắc mắc, đây cái này mình đã gặp vài lần rồi các bạn. Các bạn nào có xem cái video của mình khám phá cái đèn thần thổi là tắt đó các bạn, rồi các bạn sẽ thấy nó rồi. Và ngay cả cái video mà cái hộp quẹt chiết hỏa tử nó cũng cái này các bạn. Hai cái đó quan trọng, hai cái đó là đều là cái thổi mình sử dụng, cái hơi mình thổi vào á thì nó sáng đèn, thì thay vì cái đó thổi thì cái này là có thể mình hút các bạn, nó là một cái cảm biến luôn ha. Khi mình hút vào thì nó sẽ kích hoạt cái này nè, cái này cái dây, hai cái dây này nó nối với lại hai cái cực của viên pin nãy mình lỡ tay làm đứt nè. Mình hút vào thì nó kích hoạt, nó làm nóng cái dây may so phía trên nè, làm cho nó bốc hơi cái tinh dầu nó chứa trong cái cuộn bông này nè các bạn ha, mấy cái sợi, mấy cái bông gòn này nè. Nó chứa tinh dầu nè, này cái này vẫn còn ướt nè các bạn, để ý không, đó nước nè, mình bóp nó ra chảy nước luôn nè, ướt rất là nồng cái mùi tinh dầu luôn. Nồng cái mùi thơm á các bạn. Ôi, vậy là rõ ràng như thế các bạn. Cái miếng gì đen đen sẵn rửa luôn nha, chắc là để cố định thôi. Đúng rồi, thử bóp cái này theo xem sao. Rồi có cái vỏ, đây là mình bóp ra được cái vỏ bảo vệ nè, cái vỏ bảo vệ cái bản mạch ở phía dưới nè. Đó, ở phía dưới này có một con chip IC gì đó nè, một cái đèn led nhỏ nhỏ nè, và một cái cảm biến nè. Một cái cảm biến đó mình hút vào các bạn, mình hút vào có nghĩa là cái hơi gió từ dưới đít, hồi nãy dưới đít bạn các bạn nhớ có một cái lỗ nhỏ phía dưới đèn không, đó ở phía dưới cái đáy đèn nó có một cái lỗ nhỏ đó, là mình hút vào thì có nghĩa là cái hơi nó sẽ đi ngang qua cái chỗ này. Tại vì giống như cái đèn thần thổi là tắt á, mình thổi vào thì cái này cái hơi nó cũng thổi vào, nhưng mà mình hút cái hơi từ dưới đít lên rồi nó thổi vào đây, sau đó nó sẽ kích hoạt nó giống như cái công tắc đó các bạn, nó làm cho nóng này, đây nóng cái này, đó nóng cái sợi dây này, đốt cháy tinh dầu cho mình hút ra khói. Cho nên người ta gọi đây là cái loại sử dụng một lần, là vậy là tại vì mấy bạn thấy không, cái mạch này đơn giản là không có cái mạch sạc, không có cái cổng để mà mình sạc lại cái viên pin này ha. Viên pin này sạc một lần rồi bỏ luôn, và cái tinh dầu này cũng vậy, không, hồi nãy không có cái chỗ nào để mình châm thêm tinh dầu hết. Đây giờ mình xé cái này ra cho các bạn nhìn dễ nhìn thấy cái sợi dây may so nè. Đó thấy rõ không, đây ha, để xem thấy coi không nét rồi, nét rồi. Đây sợi dây này các bạn. Dây này nó đốt nóng đó, ha. Cái này là cái chống cháy nè, ống chống cháy các bạn, ống chịu nhiệt á, để mà cái dây này nó không làm cháy cái một số cái bộ phận khác ở trong cái điếu thuốc này, giống như cái này, mấy cái phần này nè các bạn. Rồi đơn giản như vậy. Đây vậy là mình cũng hiểu được cái nguyên tắc tại sao, tại mình thấy khó hiểu nhất là khi mình hút vào á, mình cứ tưởng là nó không có, nghĩ là nó không có bộ đốt, không có pin, không đồ, giống như mấy cái cây vape bình thường, cây thuốc lá điện tử bình thường. Thì đây nó làm gọn lại hơn các bạn, sử dụng một lần cho nên nó tinh giản hết, còn lại như đây thôi, rất là gọn nhẹ luôn. Và khuyến cáo các bạn một lần nữa là dù là thuốc lá điện tử đi nữa thì nó cũng có hại nha các bạn, có hại không thua kém gì thuốc lá bình thường đâu nha. Cho nên các bạn nào mà cân nhắc sử dụng nha, tốt nhất là nên bỏ thuốc nha các bạn. Rồi, lời khuyên chân thành, cảm ơn các bạn đã theo dõi tới giờ phút này.
Chắc các bạn cũng hiểu được nguyên tắc hoạt động của cái này giống mình rồi. Thấy cũng thỏa mãn rồi ha. Mong là cái video này sẽ được đăng lên YouTube. Nếu không thì hơi tiếc. Nãy giờ ngồi bầm trầy với cái vỏ nhôm của nó cứng bà cố luôn nè các bạn. Rất là cứng nha. Chắc là chỉ thua cái cục sạc dự phòng ốm hôm bữa thôi. Chứ còn khá là cứng luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha.